Viêm Á Luân đối mặt với 22 năm tù, trắng tay khi nhãn hàng hủy hợp đồng vì scandal xâm hại trẻ 16 tuổi. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nạn nhân, nhưng sự việc của Viêm Á Luân có vẻ nghiêm trọng buộc cơ quan chức năng vào cuộc. Thậm chí các nhãn hàng chương trình đã hủy toàn bộ hợp đồng đã ký trước đó với anh. Trong vài ngày nay, có lẽ làn sóng Me Too đang diễn ra khá mạnh mẽ ở thị trường giải trí Đài Loan. Chỉ trong vài ngày đã có hàng loạt nghệ sĩ bị vạch trần trước những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức khi quấy rối, cưỡng ép xâm hại thân thể để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Bên cạnh nam diễn viên Vương Hữu Thắng, Hoàng Tử Giao, Nono, Du Chí Vĩ thì sự việc của thành viên nhóm Phi Hải Luân, Viêm Á Luân được cộng đồng mạng quan tâm nhiều hơn ai hết. Theo đó, vào ngày 21 tháng 6 hưởng ứng phong trào Me Too, nam tiktoker Diệu Lạc đăng bài tố nam nghệ sĩ mà anh thần tượng từ nhỏ Viêm Á Luân. Theo đó, cả hai đã nói chuyện yêu đương và gian lận kết hợp trên giường với anh từ năm 16-17 tuổi, sau đó còn quay phim lại mà chưa có sự cho phép của anh. Đến năm 2018, đoạn phim này bị lộ ra khiến anh bị ép phải nghỉ học cho thôi việc. Sau đó, Viêm Á Luân còn bị tố ngoại tình yêu cùng lúc ba người đàn ông, khi đó mấy người này còn có liên hệ với Diệu Nhạc cùng chung tay bóc phốt. Nhưng anh không đồng ý vì vẫn nghĩ tới tình nghĩa với nam nghệ sĩ, nhưng sau đó lại nghe chuyện Viêm Á Luân này khi làm lộ video con heo của Diệu Nhạc, còn nói với mọi người rằng nếu Diệu Nhạc làm lộ bất cứ thông tin gì, sẽ mời xã hội đen tới xử lý, nên nam tiktoker quyết định đứng ra tố cáo. Ngay sau đó, Viêm Á Luân đã thừa nhận và đồng ý trực tiếp xin lỗi Diệu Nhạc, cũng có giải thích rằng cả hai có yêu đương, nhưng phim con heo bị lộ ra là do anh đi sửa điện thoại chứ không phải cố tình tung lên. Những gì anh có thể làm là nhờ luật sư hạ phim xuống và gửi một lời xin lỗi chân thành tới Diệu Nhạc, hiện đang cố gắng sửa đổi bản thân. Thậm chí trong buổi họp báo của Diệu Nhạc, vào ngày 22 tháng 6, Viêm Á Luân đã bất ngờ xông, cúi đầu xin lỗi nhưng phía Diệu Nhạc không chấp nhận lời xin lỗi vì cảm thấy không có thành ý, đợi tố cáo rồi mới xin lỗi. Nếu nói anh đã thay đổi rồi thì anh thay đổi chỗ nào? Phim con heo nách ra, điều tra tới đâu rồi? Mời công bố. Diệu Nhạc gay gắt đáp lời xin lỗi của Viêm Á Luân. Không dừng lại ở việc xâm hại trẻ vị thành niên, một đối tác làm ăn cũ của Viêm Á Luân nick tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện của nam diễn viên thơ ngây, bắt nhân viên trong tiệm của anh report nick của Diệu Nhạc, còn chửi bậy và dọa rút vốn. Trước lùm xùm của Viêm Á Luân đã buộc cơ quan cảnh sát điều tra, bởi những lời tố cáo của Diệu Nhạc đối với Viêm Á Luân đã vi phạm đạo luật phòng chống bóc lột, tình dục trẻ em và thiếu niên, nhưng vì tinh thần của Diệu Nhạc còn chưa ổn định nên phải nhờ luật sư thay mặt giải quyết. Sau khi lấy lời khai sẽ hỏi đến Viêm Á Luân. Theo một số luật sư cho rằng Viêm Á Luân có thể đã phạm tội lưu trữ phát tán văn hóa đồi trụy của trẻ vị thành niên, vì thế nam nghệ sĩ có thể sẽ bị đối mặt với án 7 năm tù và 15 năm tù cho tội tấn công tình dục ở trẻ vị thành niên. Khi án tù đang đến rất gần thì các diễn biến khác sự nghiệp của Viêm Á Luân cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi các nhãn hàng liên tiếp hủy hợp đồng. Phía Uber Earth đã mở bắt đầu tiên nên tiến hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Tiếp đó là phía chương trình Công Thị Hủy mời Viêm Á Luân làm MC. Nhãn hàng mới đi hát cũng đã thay thế nam nghệ sĩ bằng Động Lực Hỏa Xa. Hai bài hát Collab chung với Gia Khải cũng bị bay màu trên mọi nền tảng. Phía lễ trao giải Kim Trung năm nay cũng cắt đi tư cách báo danh MC xuất sắc của nam nghệ sĩ. Tính tới hiện tại, Viêm Á Luân đã trắng tay không còn bất kỳ công việc nào khi 10 năm hợp đồng quảng cáo bị mất, dẫn đến việc tổn thất lên tới 10 triệu đài tệ, hơn 7,5 tỷ đồng.